vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Cảnh giác với những món ăn gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Thịt cổ, gia cầm, nội tạng, động vật, thực phẩm chiên rán, ngập dầu mỡ, thuốc bổ, đồ ăn nhiều muối, rau củ quả trái mùa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thịt cổ, gia cầm, nội tạng động vật gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Đây là những loại thực phẩm được khuyến cáo là không dành cho trẻ. Do gia cầm hiện nay chủ yếu đều được ăn thức ăn có thuốc kích thích tăng trưởng, mà những chất này khi gia cầm ăn sẽ tích tụ chủ yếu ở phần từ cổ trở lên đầu. Khi trẻ ăn nhiều phần đầu gia cầm, vô tình ăn luôn cả chất kích thích, khiến cho cơ thể trẻ cũng giống như được ăn thực phẩm kích thích phát triển. Ngoài ra, nội tạng động vật cũng được khuyến cáo không dùng cho trẻ, vì nội tạng chứa nhiều hormone tuyến giáp, tuyến sinh dục, thúc đẩy sự phát triển nhanh ở trẻ. Thực phẩm chiên rán ngập dầu mỡ gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Những thực phẩm được chiên rán nhiều dầu mỡ ở nhiệt độ cao khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất béo, làm gia tăng lượng mỡ thừa, từ đó gây rối loạn nội tiết tố nên khiến trẻ bị dậy thì sớm. Đặc biệt các món ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán khi nấu ở nhiệt độ sẽ biến đổi chất, khi ăn bé sẽ dung nạp các chất béo dư thừa nhiều hơn. Đặc biệt dầu ăn được dùng chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ nhiều nguy cơ gây ung thư. Thuốc bổ gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Nhiều bà mẹ thường có thói quen khi con bị bệnh thì tự tiện mua thuốc bổ dạng nước cho bé uống. Có một số bà mẹ lại dùng thuốc bắc để sắc thành nước hoặc chế biến món ăn cho trẻ như canh gà thuốc bắc, gà tần và nghĩ rằng những món ăn này sẽ giúp trẻ nhanh khỏi ốm, khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Các bác sĩ đông y cho biết những thực phẩm này sẽ làm thay đổi quá trình bài tiết trong cơ thể, từ đó dễ gây dậy thì sớm, không tốt cho sự phát triển của trẻ. Đồ ăn nhiều muối gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Gần đây, nhiều nghiên cứu đã được công bố đưa ra mối liên quan giữa muối và thời gian dậy thì. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng lượng muối ăn nhiều có thể dẫn đến dậy thì sớm vì lượng muối cao sẽ kích hoạt một hormone neurokinin B có liên quan tới sinh sản. Thêm vào đó, nhiều muối ảnh hưởng đến hormone kích hoạt sự rụng trứng và progesterone. Rau củ quả trái mùa gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Rau củ quả trái mùa cũng giống như gia cầm, đa phần đều là thực phẩm được thúc nhanh chín. Việc trồng rau quả trái mùa và ép trái cây phải chín bằng chất hóa học sẽ để lại tồn dư chất độc này trong rau củ trái cây. Trẻ em ăn vào sẽ tạo ra nguy cơ mắc bệnh dậy thì sớm. Cách phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ. Cần chế độ dinh dưỡng hợp lý gồm tăng cường rau củ quả cho trẻ trong bữa ăn hàng ngày, đảm bảo lượng đạm đầy đủ, không nên ăn thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, xúc xích, bơ, không tẩm bổ quá mức, hạn chế ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán, chứa nhiều chất béo khiến trẻ thừa dinh dưỡng. Khuyến khích trẻ năng vận động. Vận động sẽ giúp trẻ tiêu hao năng lượng như các môn bơi, nhảy dây, đạp xe, đá bóng, đá cầu. Nếu nghi ngờ trẻ dậy thì sớm, cần đến khám bác sĩ chuyên khoa nội tiết ở trẻ em, nội tiết nhi khoa để chẩn đoán xác định, cần làm một số xét nghiệm cận lâm sàng. Quý vị và các bạn thân mến, những điều cha mẹ cần biết khi dùng bỉm cho trẻ là nội dung chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.